Hello bạn, mình chơi boss nữa, tôi mình đi đâu mình đi thôi. Nhưng mà phải đi giống cái hàng mà có mũi tên, mình sẽ đi cho người đi lên xong ngã đi gây cái dài dài mình sẽ tới nhanh hơn. Mình sẽ đi tại cửa đầu tiên nha. Mình giúp thằng khách với mình trở thành khách đi xong rồi mấy bạn sẽ được đi ở ngoài đi nhà xe. Ok rồi. Tôi gần tới cửa đầu xe, mình sẽ chạy vô cái đuổi đầu xe để một đẩu luôn. Ok và mình sẽ cho mình xuống xe xong rồi mình đợi thằng khách lên thì mình sẽ chạy, nhưng mình không được chạy luôn tại nó không cho nha. Bữa nay mình sẽ chạy 31 mình khách rồi, mình sẽ chạy luôn để tới luôn. Let's get started. Drive safe. Ok bạn, bữa nay trời mưa nhưng mà mình không bị ướt tại mình đã chăm xe buýt, không sao. Mưa hơi lớn một chút nha các bạn, mình sẽ không sao. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ra ngoài đường lớn. Mấy bạn ơi, mình lỡ đụng gì mà cái mặt xấu vậy? Lúc nãy là đụng cây luôn. Mà chưa được kịp tiền sẽ đến. Mấy bạn mình sẽ quẹo trái nhưng mà mấy xe khác chưa được tại mình không chưa được tại chặn xe buýt mình này. Nó đã chích máy xe buýt nó khác cũng chưa được nha các bạn. Mình không có thích đi đường đó nữa. Mình chạy thẳng luôn nha các bạn. Ô mấy bạn mình có chiếc xe xác kìa đó thích quá nha các bạn.